Xin chào tất cả các bạn, các anh chị, các cô chú, lại là An đây. Có rất là nhiều anh chị, nhiều cô chú coi những cái video của An chưa có hiểu rõ về IRA và Roth IRA, thành ra hỏi An rất là nhiều về hai cái chương trình này. Thì hôm nay á, An muốn làm một cái chương trình tóm tắt lại cho anh chị cô chú mình hiểu rõ hơn một chút xíu về IRA cũng như là Roth IRA. Thì đầu tiên á, IRA và Roth IRA nó đều là quỹ hưu trí, thì có nghĩa là khi mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình bỏ tiền vô trong cái chương trình IRA hoặc Roth IRA, mình đều phải giữ tới 59 tuổi rưỡi. Nếu như mình rút ra trước 59 tuổi rưỡi, mình sẽ bị phạt. Thứ nhất là 10% của liên bang. Thứ hai, nếu mà mình ở chỗ nào đó thì tùy do mỗi tiểu bang có thể mình bị phạt thêm tiền của tiểu bang nữa. Ví dụ như California thì mình ngoài cái 10% phạt của liên bang, mình sẽ bị phạt thêm 2.5%. Đó là tiền của tiểu bang California phạt. Ngoài cái tiền phạt đó ra, nếu như mà mình bỏ vô cái Roth IRA thì mình rút ra, hoặc là mình bỏ vô Traditional IRA, nếu như mà mình rút ra trước 59 tuổi rưỡi, thì ngoài cái tiền phạt ra, mình vẫn phải đóng thuế trên cái số tiền mà mình rút ra. Đóng thuế bao nhiêu phần trăm phụ thuộc vô cái income năm đó của các bạn, các anh chị, các cô chú là bao nhiêu, tại vì nó sẽ cộng ngược vô cái income của mình. Ví dụ như income của mình năm nay là 50.000, mình rút ra 10.000 từ trong cái Traditional IRA, ngoài cái tiền phạt 10% trên cái 10.000 đó, thì cái 10.000 nó sẽ cộng vô 50.000 tiền income của mình, thì thành ra năm nay mình phải đóng thuế trên cái số tiền là 60.000 đó. Thì các bạn, các anh chị, các cô chú mình phải lưu ý điều này. Sau 59 tuổi rưỡi thì mình có quyền lấy ra, không bị phạt nha, nhớ giùm An là không bị phạt cái 10% đó, nhưng mà các bạn, các anh chị, các cô chú vẫn phải đóng thuế. Và đóng thuế bao nhiêu hay là không đóng thuế tùy thuộc vô cái income của mình, hoặc là tùy thuộc vô cái account mình mở là Traditional hay là Roth IRA. Rồi, nếu như mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình mở Traditional IRA thì khi mà mình bỏ vô, mình sẽ được khấu trừ thuế. Ví dụ như income của mình 60.000, mình bỏ vô 6.000 thì năm đó mình chỉ bị tính thuế trên 54.000 thôi. Cái 6.000 mình bỏ vô trong cái IRA vẫn là tiền của mình, nhưng mà mình không bị đóng thuế trên cái tiền đó. Nhưng mà sau này, khi mà các bạn, các anh chị, các cô chú rút ra sau 59 tuổi rưỡi rút ra, thì tùy thuộc vô cái income năm đó của mình là cao hay thấp, hoặc là mình không có income, thì có thể là mình không phải đóng thuế, hoặc là cái mức thuế của mình nó sẽ thấp nếu như mà income lúc đó của mình thấp. Rồi, nếu như mà anh chị cô chú nào bỏ vô cái Roth IRA thì tiền mà mình bỏ vô bây giờ mình không được khấu trừ thuế, nhưng mà sau này trên 59 tuổi rưỡi, cả tiền vốn lẫn tiền lời mình lấy ra, mình cũng không bị đóng thuế trên cái tiền Roth IRA này. Rồi, IRA và Roth IRA nó là những cái chương trình hưu trí. Khi mà mình đã mở những cái chương trình hưu trí này, mình sẽ phải đi với lại những cái công ty. Ví dụ như là mình thích đi nhà băng thì mình ra nhà băng mình mở. Mình thích đầu tư mua bán stock thì mình có thể mở ở những cái app hoặc là những cái website, ví dụ như là Fidelity hoặc là ví dụ như là Robinhood. Còn nếu như mà anh chị cô chú nào mà không muốn đầu tư stock và muốn kiếm được cái tiền lời nhiều hơn ngân hàng nó cho mình, thì các bạn, các anh chị, các cô chú có thể gọi cho An, số phone là 408-661-7689, 408-661-7689. An có làm những cái chương trình cho những cái quỹ hưu trí IRA hoặc là Roth IRA, giúp các bạn, các anh chị, các cô chú mình giữ nguyên được cái vốn của mình. Khi thị trường xuống mình không bị mất tiền, và khi thị trường lên mình có thể kiếm được cái tiền lời nhiều hơn so với lại việc các bạn, các anh chị, các cô chú để ở ngân hàng đó. Thì cứ gọi cho An, số phone rất là dễ nhớ luôn, 408-661-7689. Rồi, tiếp theo sau nữa, có rất nhiều anh chị, nhiều cô chú á, mình cứ hỏi An là ủa cái chương trình này có phải của chính phủ không? Bây giờ anh chị cô chú không thích đi với An, không thích đi ra nhà băng, cũng không có thích đi stock, bây giờ anh chị muốn mở trực tiếp với chính phủ được hay không? Dạ, câu trả lời là không nha. IRA, Roth IRA nó chỉ là những cái chương trình hưu trí thôi. Nhưng mà sau khi mà mình quyết định mình bỏ IRA hoặc Roth IRA trên cái hồ sơ thuế của mình rồi, mình phải báo cho cái người làm thuế để mà người ta bỏ vô trên cái hồ sơ thuế. Rồi mình phải đi ra ngân hàng, mình gọi cho An, hoặc là mình phải đi lên
mình phải đi lên, mình mở những cái account để trade stock hoặc là mình ra nhà bank. Nhà bank á, thì lúc nào An cũng nói á, nhà bank thì chỉ là giống như là tiện, có những cái ngân hàng mình muốn đi ra thì mình ra đơn giản cho mình. Nhưng mà các anh chị, các cô chú để tiền ở trong ngân hàng thì chắc chắn á, là không có tiền lời hoặc tiền lời rất là thấp. Mỗi một năm người ta chỉ chia cho mình một cái tiền lời chỉ có 0.05% thôi. Thành ra mình đi ra ngoài ngân hàng, mình mở tiền trong những cái IRA, những cái Roth IRA ở ngân hàng là những cái mà em không có recommend. Tại vì khi mà mình để tiền ở trong đó mình không có tiền lời thì có nghĩa là các bạn, các anh chị, các cô chú đang mất đi cái đồng tiền của mình do tình trạng là inflation. Thành ra mở IRA, mở Roth IRA rất là tốt luôn rồi. Nhưng mà sau khi mở đó xong, mình phải dùng cái tiền đó để mà mình đi đầu tư thì nó mới sinh lời. Còn mình chỉ để không thôi đó, thì có nghĩa là tiền các bạn đang bị mất giá trị đi vì cái tình trạng inflation. Rồi, một lần nữa, nếu mà anh chị cô chú nào đã khai thuế rồi, người làm thuế của mình kêu mình cần phải mở IRA để mà tiết kiệm thuế thì cứ gọi cho An, số phone của An là 408-661-7689, 408-661-7689. Hoặc là các bạn, các anh chị, các cô chú mình chưa bao giờ làm thuế, mình chưa đi làm thuế mà mình muốn tìm một cái người khai thuế giúp mình review hồ sơ, cho mình biết mình có cần mở IRA hay là Roth IRA có lợi hơn cho mình, thì cứ gọi cho An nha. Số phone của An rất là dễ nhớ luôn, 408-661-7689, 408-661-7689. Bên cạnh đó, anh chị cô chú nào chưa bao giờ có những cái quỹ hưu trí, những cái tiền để dành cho về hưu của mình thì cũng gọi cho An, An sẽ giới thiệu cho mọi người. Đặc biệt những anh chị cô chú nào mà làm nail, làm tóc, mình không có những cái tiền để mà để dành sau này về hưu mình xài đó, thì cứ gọi cho An 408-661-7689. Hoặc là anh chị cô chú mình có con nhỏ, mình muốn để dành những cái chương trình college funding cho con của mình để sau này 18, 19, 20 tuổi con mình có một cái khoản tiền để mà rút ra xài từ từ đó, cũng gọi cho An 408-661-7689 nha. Cảm ơn các bạn, các anh chị, các cô chú rất là nhiều luôn vì luôn luôn yêu thương, luôn luôn ủng hộ An và cứ tới mỗi mùa khai thuế này là ủng hộ những cái dịch vụ của An, thậm chí là giới thiệu cho người thân, bạn bè, những anh chị khác ở trong tiệm cho An nữa. An cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc các bạn, các anh chị, các cô chú một cái ngày làm việc nhiều niềm vui, hạnh phúc nha. Bye bye bye. Bye.